Rồi chào tất cả bạn nha, mời bạn cà phê bạn ơi, cà phê nóng á. Quốc ly cà phê này không, là mấy anh em mình chuẩn bị đi thăm lưới thôi. Bữa nay thăm lưới của Đại Ca Lộc. Đại Ca Lộc bữa cũng gần bờ bạn, sát bên bè cũng có sủ luôn, từ đó căng ra. Hôm nay mong ta lưới của Đại Ca Lộc trúng mánh nha. Cái chân đầu mỏ là bạn có cá cày à. Thường mấy cá cày nó ở cái chân mấy đầu mỏ nhiều lắm. Ra vào đây nghe ghe cộ chạy đã không? Bạn thấy trời nắng vậy chứ không nóng đực không bạn ơi, do hơi nước là nó lên á, nên ở ngoài đây gió rồi nữa nó mát mẻ lắm. Ở ngoài đây mà nóng đực thôi lên bờ thôi, cái nước là thôi thu luôn á, thành heo quay luôn á. Mà đương bà đang ngồi ngắm cảnh thì bà ngắm cảnh xong tiền mấy chục năm nay bà không chán sao. Dạ mấy anh em mình xuất bến thôi, đi kiếm Hugo. Hugo cái bộ lăng có Đại Ca Lộc mình thấy mini nhỏ nhỏ gọn rồi đã không. Nói gì nói, bữa nay không kiếm có hồ và bá lửa không Lộc. Mới đầu á thì chạy ra ngoài tính ngoài cũng vô, mà thấy sợ ngồi nước trong cái đầu mỏ nó đưa xuống nhanh quá bạn, bởi mới chạy ngược vô ở trong đây cũng ga đó, cái chân đầu mỏ đó. Chạy vòng á, dư xăng mà, dầu dư mà. Nó chơi vui với mấy cái đầu mỏ, thường nước nó đưa xuống ngược giọng bạn, chạy xiết nhanh lắm. Bởi trong đây mình cuốn ra cho chắc. Ủa cái sủ bữa nay sợ đen nữa chứ, trời nóng lá nó sốc mà sôi. Tết nhất rồi ăn nắng ăn mặt. Trời ơi mà nghe cái gì mà nương. Tết nhất rồi sợ nắng ăn mặt cô gái không được. Cái gì? Chứ để ăn mặt đó là Tết, ăn Tết thì mấy người ghệ nó chơi sao. Bỏ đi, bỏ đi. Vậy nó làm gì anh bị ăn nắng chứ. Văn xong nước có thằng nào mà trắng nổi đâu, mình còn đen như bao công mà. Đen mà cái đen cũng vừa thôi, đen tay đen chân rồi, đừng có để cái mặt đen. Một tí gì trời. Campuchia hả? Vừa nữa. Vậy biết luôn hả? Giống ngồi giống biết một. Kìa lưới lên kìa, sát bờ. Ai gọi hoài vậy? Đó lên neo, đang cuốn lưới luôn, đang cuốn lưới, đang cuốn lưới luôn rồi, đang cuốn lưới luôn nè, quay cho coi cuốn lưới luôn. Quay kiếm rồi. Đẹp tay quá.
Đem lão, đem lão. Bỏ tay đại ca Hùng rồi chứ. Trời nắng không, thấy trời nắng không? Ba anh em cảnh cười quá, không có gì làm trơn á. Về nắng chang chang đi ra kéo lưới chơi nè, chịu đời nổi không? Ô gì phao gì chân. Đâu giờ lên thôi bạn ơi. Nãy giờ ba anh em mình xàm xàm quá mà. Vô. Vô. Cá cày đâu? Một con. Trước mắt thấy ba có thủ lực rồi đó. Giờ đúng 12 giờ trưa luôn rồi. Một mấy rồi. Một mấy hả? Trời ơi, kéo lưới về linh không có chịu à. Bọng lao. Rồi xong luôn, ủi quá. Văn lưới ngay chân mấy cái đầu mỏ này nè. Thường góc gọ nhiều lắm. Lưới bữa mưa chảy ra tới vào đây nè. Bởi vì mới có cá. Quá. Wow. Ô trời. Nói không nói, ủi mấy đại ca ơi. Trời ơi, không suy nghe luôn, Lộc ơi. Thôi ủi đi, ông Lộc buông rồi mà. Thôi ủi đi mấy đại ca. Chưa gì hết, mới kéo lên chưa được mét lưới ủi rồi. Giọt. Ủi phát này lên cá nè. Do mình bị cảm á bạn, nên tiếng nói hơi khác chút xíu, bạn làm cảm nha. Mấy gà đau họng quá bạn ơi. Lên hả? Đó, bắt đầu nè bạn, lên cá nè bạn ơi. Có gốc là có cá. Chưa lên thì mình thấy còn nặng vậy. Rồi luôn bạn coi nè, ủi phát coi nè. Mất tiêu cái viên chì. Ủa chỗ này á là ta ủa cành nó yếu á, đừng có lộn lên. Trời ơi trời, ta lứ. Ủa dưới đó mình chạy rồi hết chưa? Đi phải rồi. Mất tiêu cái viên chì các bạn. Bởi vì dàn lưới đây bạn thấy tốn lưới ghê không? Cước này cước 40 không đó, cước 40 đó mà còn chịu không thấu. Chạy lưới 40 với đá ra tới vào đây là người xa lắm. Trời trời ta lưới. Rồi lên rồi đó. Còn nghe cái bật kia thôi rồi luôn cái gì. Chị một ghi không trở lại rồi. Nguyên cái đôi chuột thấy ớn lạnh không. Rồi đó, lên rồi đó. Đó, cá chép luôn. Ừ, cá chép. Hết nói nổi chứ. Mở đường đá lần qua. Ủi phát lên cái chép. Tưởng nó ủi lên cái chạy, ủi lên cái chép. Cái chép nhìn đẹp quá, quá đẹp. Vô con đầu tiên. Đó, thấy không, biết ngay mà. Cá cày văng ngay chân cái đầu mỏ mà dễ gì thoát nổi bạn. Mình gọi là cá chó đó. Lấy kèn rồi hai em. Không ngủ công tốn miếng lưới hả? Lọc những cây bạo quá mà. Thứ gì chịu nổi vậy ông? Thứ đó ở bầy đàn cũng nhiều lắm mà, cá cày đó đó. Hồi mấy năm trước cá nó nhiều quá, có thể là dính 100 mấy chục ký luôn bạn tin không? Đủ có sủ nè. Quất lần là 100 mấy chục ký luôn á, cá cày đó đó. Bây giờ cá nó ít rồi bạn, nên tỷ lệ nó cũng còn dạng lai gai à. Chứ cá cày đó là giống như cá hú với cá ba sa đồ á. Kiểu nó ở cái bầy đàn á.
Dước mắt là thấy chưa hết, hai con thấy cũng ấm rồi. Nhìn na ná giống như cá mì Vinh rồi. Không, nhìn na ná nó giống như cá mì Vinh vậy đó. Lên hàng nữa nè bạn. Trời ơi, chưa chịu lên nữa ông nội ơi. Rồi gì chị đâu nữa rồi, mới được miếng gì chị mắc nữa rồi. Thằng ơi. Ôi cái văn ta lưới này đúng thiệt. Tốn lưới quá rồi bạn ơi. Chưa thấy gì chị nữa kìa. Đúng bị chắc lưỡi thiệt chứ. Đó, thấy gì vậy đó. Bông la quá trời rồi. Chưa chịu lên hẳn nữa không cậu? Nặng dữ vậy. Rồi chưa lên hẳn luôn bạn ơi. Mũi hai phát rồi. Cày dính con con một dễ rồi ta. Rồi lại ủi nữa. Ủi đâu mà liên miên, mới kéo kém xíu lưới ba phát à. Đuổi chặng này rồi bạn ơi, gốc rồi đâu liên miên. Này đuối luôn thì quá trời bông lao. Gì mà dữ trời, ra tới đây vẫn chưa hết, mình nhiêu cá gì kìa. Nó vẫn trắng á. Cá sát luôn. Lương tắt những cá sát. Lại ủi nữa rồi mà. Ôi trời. Dụ gì chị thì ớn. Thấy đó mà dùng ghe mà ủi kiểu này mà lưới bạn coi thứ nào mà chịu nổi. Cao không? Ủa sao đừng cho nó ngang nằm ngang đây nè nở. Coi chừng cá sát kìa, chừng nó đâm vô tay à. Này đẩy hơi cao quá lên nằm lên và bỏ trơn. Cá sát luôn, trời ơi cá sát luôn, nhà bá gì. Cá sát đó 120.000 ký đó mà.
này phải tán mấy cái sủ bự bự mới được, lấy lại lời lại ta lưới mới được. Ta lưới nãy giờ cũng rách là le hết trơn rồi, mắc hết khúc chì nữa chứ. Ở đây khả năng dính cá sủ còn cao nữa, không biết sao đây bạn ơi. Ừ, mắc hết khúc nữa. Wow. Trời ơi. Từ lưới của anh Lộc bữa nay te tua rồi, nãy giờ 3 khúc rồi. Bà cậu thương tình bà cậu ơi, cho vàng cái sổ bự bự bà cậu ơi, nó bù lại ta lứ. Ra đây giọt nó chảy hơi mạnh nè, giọt nước mà đi bọc lao nó hơi nhiều. Ồ, là cái xác nữa kìa. Nước tắt dính hai, nãy giờ dính hai cái xác rồi trời. Lúc đi văng nó thì không thấy đâu hết trơn á. Cái xác trên lưới rồi lòng. Con nào nói bự ghê, cái xác vậy là bự lắm rồi đó. Đó, đang thở thả không? Mình mới khoát nó đuối luôn à. Ủa chỗ hiền không? Ủa chỗ lạnh luôn không à? Đưa xuống nè, quất đi chăn cái đầu mỏ luôn. Bình lên chà bá lửa rồi. Wow. Cá đi đâu mất rồi? Sao thấy bông lao không vậy? Ra mà đây bắt đầu con lao dính điều lưới rồi nè, thiệt tình chứ. Tán con cái sủ 50 kg thôi bà cậu ơi, kiếm tiền ăn tết luôn, bù lại ta lứ luôn. Nãy giờ nứt mấy khúc đó mà sau này các bạn mình lên vũ bọc nè, mình phải phân ra mình nói viền đồ lại chứ, vì chị nứt khúc khúc gì mình đâu có để vậy mình bổ được. Nãy giờ chưa thấy mặt mũi cá sủ là gì luôn. Nhìn bông lao mà nó dính thấy anh nồi nổi với ốc thì chứ. Nó tắt máy kiếm cái sủ rồi. Nhằm khi máy chạy tiếng động quá cái sủ sợ nhát. Nếu có dính là dính lưới rồi bạn ơi. Dính đầu trống á. Ai biết bữa nay anh đi ra phía ngoài sao không? Cái đầu mỏ tính ra dính có 3 con tệ chứ bộ. 2 con chứ.
qua cái khổ trên là thú à. Nằm dưới ngay cái bè ông Hồng ra, ngang cái bè ông Hồng ra, mới nghe bè tôi á. Một mai qua khỏi đầu mỏ rồi là thua. Khó bụi lắm, lộn lắm luôn. Ừ, nó lộn mấy. Phải ca nước mùi mới bủa được. Gỡ bọc về ăn Tết luôn nè, quá trời nè. Trời ơi, nổ phình bạn coi nè. Thứ gì chịu thấu thiệt. Vào mỗi năm là năm tháng bò mấy ngày này là tới mùa bông lao nè. Con lao hết tới vô chợ bán ham năm nay chả thấy con bông lao nào hết. Ở đâu mà thấy. Còn là bông lao giả này không bông ông lao, không, lao không thấy bông lao thiệt biết đâu thấy sao không? Ừ, ai biết được hộ dính sao trời ơi là ông Lộc đạt kỳ được tích luôn nè. Có muộn cũng phải có người mở hàng chứ. Bữa nay ông mở hàng trước đó ông ơi. Ở đây đúng thiệt, quả chữ mấy cái vụ bông lao nữa. Văn lưới dính không biết bao nhiêu mà nói, tính ra một năm không biết bao nhiêu mà nói, điếm căng nữa. Đúng rồi, phải hỗ trợ mấy người văn lưới này tháng 100.000 chứ. Ví dụ mà gom bông lao nè. Trên bờ điện xuống, dưới sông lượm lên. À, lỗ cha kéo kiếm cũng chết. Trời ơi, nó phình lên coi kìa ông nội ơi. Vô. Vô. Ủa, là có phong trào. Ba nó chạy. Hả? Các ba nè. Có. Hả? Có. Gì có lưới các ba, lưới tắt có vụ tắt ba mày nữa. Kết vô. Thằng ngơ cũng thập cẩm rồi cũng kết vô tờ lưa chân kìa. Có gì cuốn không để ý bữa nay giờ không thấy nè. Nào gấp đây, đó lắp vô. Nổi lưới luôn à. Con cá dữ trời. Cái sổ bự dữ gì nổi lưới không? Mới đầu làm sơm tụ ra ra đây thấy có cái mùi gì đó, nó hơi gọi là gì, mùi tanh tanh, mùi tanh tanh rồi đó. Lao con nào nó thấy ấn lạnh không tanh tanh mùi đá xanh. Cái nào cũng hồi bị lỗ đầu người ta lòi tội đá. Ra lại à mà dục bóng sao cắt cái giò đó, chặt cái tay nó với cái giò nó có dục đâu, cái giò cái thổi cái giò đi ra xong. Thôi là cái giò đi ra sau. Đó. Cậy các bạn. Cậy đâu ra tới đây dưới trời. Ừ. Chữ đâu ngoài đây vậy? Đi đâu ra đây chơi cưng? Cá cậy bạn ơi. Con cá này nó mạnh như súng mà. Ẹt mày. Chó này dữ sao. Chó này trong nhà còn đãi. À, chó ở trong nhà đuổi đi. Trong kia bị đuổi sao ra tới đây nha. Không ngờ ra tới đây vẫn có anh Trự ha. Mấy cá nhỏ nhỏ rẻ, mấy cá đó bán 25-30 ngàn ký à. Mà nếu mình nó vô loại khoảng 5-6 ký cho lên tiền lắm nha, trăm trăm mấy luôn á. Bởi vì cái giá cá ở đây bạn thấy trên trời dưới biển dữ lắm. Mấy cá nhỏ nhỏ đa số về ta mua ta nào trả. Nó mà bự khoảng 5 ký dưới lên rồi ở đây mấy anh em mình gọi là mẹt ghê, chó mẹt ghê, chó bự. Vô. Hai con chó. Hai con cầy. Gọi có cầy đi ông ơi. Cầy hả? Ừ, nghe cái chó hơi nó sao sao đâu á. Đi lạc đâu ra tới rồi đây dưới không biết nữa. Không lạng quạng cái sủ ra tới đây luôn nè cho ông coi. Còn ông kéo lưới ông giục lên cái bu lăng kìa.
Do cái ghe của anh Lộc anh đi cuốn lưới có một mình mà các bạn, nên ông làm cái học đường lưới nó hơi ngắn. Chứ thường nếu mà hai người kéo thì làm cái học sẽ dài hơn. Xỉ lưới ơi, xỉ lưới ơi. Sủ đâu, sủ đâu? Ở đây được cá sủ thì nó có giá trị cao hơn. Còn mấy cá như cá cầy đó thì giá trị nó không cao không. Nếu mà cá cầy nó phải dính phải từ 5kg trở lên á, cái đó mới có tiền nhiều. Sủ tôm càng đâu? Tôm càng lửa rồi đâu. Không có cậy mà ra đây lạng hoạng, cái sủ cái xiết được cũng ở ngoài đây nè chứ đâu. Mà xà hú rồi. Trời trời cái gì vậy ông nội? Nói nói cọp cọp giặt này đâu đâu có bủa tôi biết chừng nào có bủa tôi mới tự tin. Còn mấy ông bủa là mấy ông ngự mấy ông đi đừng đó thừa tôi. Nãy giờ thấy mặt mũi cái sủ là gì luôn á, tôi bủa tôi mới tự tin. Tôi đi quýnh là tôi phải tự tin, không quýnh không tự tin là tới nhà tôi ngủ. Đó đó đó, vậy thôi còn luôn là không có tỉnh nữa luôn. Trời ơi trời 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 kìa cá mè vậy đó, mà văng lưới không đâm trời. Bạn thấy ụt ghê không, lợn sống luôn mày trắng các bạn kìa, không cái ốc thằng ơi, nó không đâm lưới không mà nó ụt sát bên gì đó. Cây vậy có lưới dậy lưới thưa lạng hoạng đâm lưới này ngoài ụt đó, cái đầu nó phóng là nó nghe tôi la nó sợ nó đâm lưới không nè. Sợ cũng biết vậy thôi. Ở đây cá mày trắng còn nào nó thối thằng mà còn hàng mấy ký luôn, đục đùng đùng gì đó, giống như cá hô á. Sóc mà soi không? Hết nó nổi con cá rồi chứ. Nục đó bắt đầu nó quay đầu ngược lại phải không? Nó chạy ngơ mở lội hướng lên xà đét bắt đầu đâm lưới lậu lọc liền nè. Đấm lưới rồi cá mè. Ngâm muốn thối lưới luôn. Ngâm ở đà 7 tấc tí. Đó. 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 Cái xác rồi. Nó xinh luôn mà còn không dính cá. Vậy mà không có sủ là lại nó tán cái xác đó chứ. Ừ. Gì dốc luôn. Quê à, dặn luôn rồi. Dục sùng mà dặn xong luôn. Đấy cả nó là hết rồi. Lưới của đại ca lọc thì ngắn nó có dài 300 mét nè. Trời ơi, gì đâu mà ớt chờ đi đâu đó vậy? 19, cộng 9 đó. Ghi bàn thiệt kìa. Nghĩ sao lưới tắt dính con ớt chờ đi đó kìa. Đó, cá sét. Ủa, bữa nay cá sét dính nhiều dữ ta. Ủa, tao lúc đi thả cá sét thì không thấy mặt mũi đâu hết trơn mà. Cái nãy giờ cá sét không có kho đâu ăn. Ừ, chục con này thôi, kho ăn cũng ngon lành. Bể đồ cơm à. Hai con, chục con, ba con, bốn con. Con vậy đó không là ăn được chén cơm đó. Còn hai ly. Hai ly à? Một đầu ly, giữa ly. Mấy đứa họ kéo là không ly. Xin mời cậu cho cái xác xứng đáng thiệt chứ. Chạy. Cái gì? Đá chạy. Trời ơi, nội ơi, tưởng đâu cá không. Rồi, kết thúc chương trình nữa bạn ơi.
bể đầu, mua bông băng thuốc đỏ, bông gòn, đá của đại ca lộc thì ớn không, lá xanh mới chịu à. Ta lưới vậy nó không có cá trần, miếng núi trong không. Bông lao chắc từ đầu ghe nó có xuống cái cuối ghe luôn. Không về thì ở dưới này không đi. Giờ mấy anh em về thôi bạn ơi, bữa nay chung đủ tiền xăng nè. Gom bọc nó về bán cái gì về, bán kiếm tiền xăng. Ghê gớm chưa, ba cá sát thì một đống ni lông, bông lao thì đúng hơn hả, qua chúng luôn rồi, khẩm sồn luôn, bể đầu tà le luôn. Ừ, chúng khẩm sồn là biết rồi đó, khẩm thằng nữa cái nè, nhìn cảnh này ợn gai ốc thôi. Hả, khui hèn luôn, cá chép đẹp quá bạn, như mấy cái cày cái rảnh đâu lỏng văng bữa hôm trước sao cũng cũng tối rồi nè, cày ở đây chơi cưng, cái lăn tà lưa dưa chân ơi, cái chép đẹp ha, được hai cái cày con cái chép. Mình cũng xin kết thúc clip đây bạn ơi, bữa nay mấy anh em mình bể đầu rồi. Ừ, loại mày tủng tẳng tủng tẳng mày, mua băng thuốc đỏ rồi, ngày nào cũng vậy mà, bữa trúng bữa thắt là chuyện bình thường. Ồ, hai con cày chó. Cái chó mới chịu hả? Ủa đại ca Hồng mình làm Khương Tử Nha kìa, thấy kéo không quýu đọt, thấy biết bể đầu nữa. À, chào bạn nha.